Ôi giời ơi. Đấy, đi nhanh như phải đâm được không? Tự ấy à? Tự ngã. Ông này tí nữa thì thằng sĩ Long kia nó cho vào gầm xe luôn. Đâm vào ai đấy? Đâm không biết ai là đấy? Đâm kiểu gì mà. Tí nữa thì mất tay luôn á.